Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video hôm nay thì em sẽ cập nhật đến các anh chị một số thông tin từ hai cái sàn. Thứ nhất đó là cái sàn Super EX này. Và cái sàn thứ hai mà em muốn cập nhật đó là cái sàn Bitbank này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin về cái sàn Super EX này. Đối với cái sàn Super EX này thì hiện tại bên sàn có cái chương trình thắp sáng đèn ma bị ngô và vui chơi Halloween. Khi các anh chị tham gia, các anh chị đăng nhập liên tục 7 ngày. Ở trên cái sự kiện này thì các anh chị có thể nhận cái giải thưởng lên đến 500 cái đồng ET này, tương đương với 2.000 đô đấy các anh chị. Một cái giải thưởng rất là lớn. Ở đây cái giải thưởng này chúng ta sẽ nhận ngẫu nhiên thôi, nên các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị tham gia đăng nhập, các anh chị điểm danh hàng ngày để các anh chị có cái cơ hội nhận được cái giải thưởng này nha. Cái sự kiện này tham gia thì nó cũng rất là đơn giản thôi, các anh chị chỉ cần đăng nhập vào sàn. Đấy, đây là các anh chị chỉ cần đăng nhập vào cái sàn SuperX này. Sau đó các anh chị kéo cái logo này sang, các cái thanh trượt trượt ở trên này này. Các anh chị click vào cái thắp sáng đèn ma bị ngô này. Đấy. Các anh chị kéo lên. Các anh chị vào, các anh chị điểm nhận liên tục 7 ngày nha, là các anh chị có cơ hội giành được giải thưởng này, 500 kỳ đồng ET này. Hôm qua thì em có điểm nhận 1 ngày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào điểm nhận cái ngày thứ hai nha. Các anh chị chỉ cần nhấn vào cái chữ đăng nhập này. Đấy, sau đó các anh chị nhấn vào cái chữ đồng ý này. Như thế là chúng ta đã đăng nhập được 2 ngày. Cái thời gian sự kiện ở đây các anh chị nhìn thấy này, nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 và kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 11. Nhưng mà hôm nay thì hiện tại thì đã là ngày 29. Tức là cái sự kiện này nó còn 8-9 ngày gì nữa. 8 ngày. Nên các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị vào, các anh chị điểm danh nha, để các anh chị có cái cơ hội để các anh chị nhận giải thưởng lên đến 500 cái đồng ET này. Cái giá nó cũng cao đấy các anh chị, tương đương với 2.000 đô đấy. Các anh chị cứ vào các anh chị tham gia nha. Còn sau này cái danh sách trúng thưởng đấy thì em sẽ cập nhật để các anh chị ở cái group Zalo hoặc là cái group Telegram đấy. Ở đây nó có cái quy tắc sự kiện này, các anh chị có thể vào đây để các anh chị tham khảo nha. Ở trong này cái nội dung chủ yếu là nó kêu các anh chị là đăng nhập là liên tiếp 7 ngày. Nếu các anh chị quên điểm danh một ngày thì các anh chị phải bắt đầu lại từ đầu. Còn ở cái mục số 4 này, nếu mà các anh chị đăng nhập 6 ngày rồi còn cái ngày cuối cùng các anh chị quên thì các anh chị muốn điểm danh tiếp tục thì các anh chị gửi vào đây là số tiền là 50 kỳ đồng USDT này thì các anh chị sẽ tiếp tục điểm danh được cái ngày cuối cùng nha. Rồi cái quy tắc sự kiện này thì các anh chị có thể vào đây để các anh chị tham khảo thêm nha. Bây giờ các anh chị quay trở lại. Cái giá hiện tại của cái đồng ET này là 3.6 đô. Đối với cái sàn SuperX này thì em cũng chỉ cập nhật đến các anh chị cái sự kiện thắp sáng đèn ma bị ngô như thế thôi. Các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị tham gia cái sự kiện nha. Rồi cái sàn thứ hai mà em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái sàn Bitbank. Đối với cái sàn này thì mỗi ngày các anh chị đăng nhập vào cái hộp quà này. Ở cái mục điểm nhắn này thì các anh chị phải điểm nhắn liên tục nha. Thì cái số lượng BBT mà các anh chị nhận được thì nó sẽ càng tăng. Nếu mà các anh chị quên điểm nhắn một ngày thì các anh chị sẽ quay lại cái mức 10 BBT một ngày. Đây ở dưới này nó có quy định cho các anh chị đây này. Từ ngày nào đến ngày nào thì nó sẽ nhận được cái số lượng BBT như thế. Đấy, và nó tăng dần đấy. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị có thể kiếm thêm cái đồng BBT đó ở cái mục game này. Các anh chị vào cho em cái mục game này nha. Các anh chị click vào cái mục này. Ở cái mục này thì mỗi tài khoản mới thì sẽ có một cái vòng quay. Một vòng quay thì các anh chị có thể nhận được cái phần thưởng ở đây nha. Cái phần thưởng ở đây nó rất là có giá trị đấy. Và cái thấp nhất là 77 BTT. Nhưng mà khi các anh chị quay thì các anh chị mất là 100 BBT. Còn các anh chị may mắn thì các anh chị có thể nhận được cả cái phần thưởng ở đây. Nếu các lần sau các anh chị muốn thực hiện cái vòng quay này thì các anh chị có thể nạp cái đồng USDT vào các anh chị thực hiện cái vòng quay nha. Các anh chị quay trở lại. Và ở đây, các anh chị click vào. Các anh chị cũng có thể tham gia cái vòng quay ở đây để các anh chị nhận cái đồng USDT nhé. Có rất nhiều anh chị chơi và trúng được rất nhiều cái đồng BBT này. Đối với cái sàn Bitbank này thì cái tổng cộng của nó là 1 tỷ và nó đã lấy cái sàn súng quát rồi. Hiện tại thì nó đã có 2.000 cái vị hầu. Và trong cái dự án này nó rất là ngon nha, các anh chị không nên bỏ qua nha. Và vào ngày mùng 5 tháng 11 thì các anh chị có thể vào cái mục Convert ở đây này. Convert này, các anh chị click vào để các anh chị swap cái đồng BBT này nhá. Còn hiện tại thì cái chức năng này thôi, nó chưa mở đâu. Các anh chị có thể swap ngay tại cái sàn này luôn.
anh chị quay trở lại. Sau khi các anh chị swap sang cái đồng USDT thì các anh chị có thể rút về cái sàn hoặc là cái ví cá nhân của các anh chị. Đây là một cái dự án rất là ngon nha các anh chị. Các anh chị có thể xem cái giá của cái đồng BBT này, các anh chị click vào đây. Các anh chị click vào cái chữ Enter ở đây. Cái giá hiện tại của đồng BBT này là 0.014, nó tăng là 48.85%, rất tăng rất là nhiều luôn các anh chị. Thì con này nó rất là ngon nha. Các anh chị quay lại cái trang chủ cho em. Ở đây là các anh chị nhìn thấy cái logo này. Sau này thì dự đoán cái đồng BBT này nó sẽ được list ở trên cái sàn Binance. Nên hy vọng cái giá của cái đồng BBT này nó cũng đủ ok để các anh chị có thể kiếm được một ít nha. Đối với các cái tài khoản cũ thì khi các anh chị đăng nhập vào thì các anh chị thấy các anh chị ở đây các anh chị có 600 cái BBT này nha. Tương đương với cái giá hiện tại là cũng tầm 90 đô đấy. Ở đây là em có 577 cái đồng BBT này là do thì em sẽ click vào. Đấy, ở đây là em bị trừ 100 cái đồng này là do em thực hiện cái vòng quay đấy. Và khi em thực hiện vòng quay thì em nhận được 77 cái đồng BBT này. Nói chung là không may mắn thôi, còn các anh chị may mắn thì các anh chị có thể nhận được rất nhiều cái đồng BBT này. Đấy là cái số lượng 600 cái đồng vào cái ngày 23 tháng 10 đối với các cái tài khoản cũ thì sẽ nhận được 600 cái đồng BBT này. Còn cái số lượng mà cái đồng các anh chị click vào cái mục transaction này. Cái số lượng BBT mà các anh chị điểm danh hàng ngày đấy thì khi các anh chị nhận được thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đấy. Các anh chị quay trở lại. Các anh chị yên tâm, các anh chị vào điểm danh để các anh chị nhận được nhiều cái đồng BBT này nhá. Cái tài khoản này nhận được cái đồng BBT là do em đã quên điểm danh đấy. Các anh chị nhớ là các anh chị vào điểm danh để các anh chị nhận được nhiều cái đồng BBT này nhá. Vào ngày mùng 5 tháng 11 thì các anh chị có thể swap được rồi. Nên đây là một cái kèo ngon các anh chị không nên bỏ qua nhá. Rồi vào ngày mùng 5 tháng 11 thì khi cái dự án này nó cho swap thì em sẽ cập nhật đến các anh chị. Cái video chia sẻ các anh chị cách để các anh chị swap cái đồng BBT này nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi video trên kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo nhá.